sẽ là một trong những lý do mà ngày hôm nay Zika chúng em chỉ xả duy một chiếc loa siêu trầm dòng phân khúc Bass 30 có model là VK560 Plus. Các em hãy theo dõi hết video để biết lý do vì sao cũng như là cái giá bán của sản phẩm trong ngày hôm nay. Số lượng có hạn duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Các em hãy nhanh tay đăng ký và liên hệ trực tiếp với công ty chúng em nhé nếu thật sự cần. Ok, máy quay có thể tiến lại gần hơn một chút để em giới thiệu về cái mẫu loa siêu trầm 560 Plus này rồi. Đây là một cái dòng loa Bass 30 mà công ty chúng em đang phân phối ra trong dòng phân khúc karaoke cũng như nhạc cao cấp cho dòng loa siêu trầm, là loa súp, loa bass. Và mẫu này thì có một kích thước của nó cực kỳ hợp lý đẹp cho cái dòng Bass 30 công nghệ mà polyglass gân cao su khung xương đúc đây, công suất max 700W. Sản phẩm mới, đây là sản phẩm mới tinh và lý do duy nhất trong cái sản phẩm này mà chúng em sẽ thanh lý với một mức giá không tưởng bất chấp tất để xả hàng các anh em, để thu hồi gần như là được cái gì gọi là cắt lỗ trong cái sản phẩm này. Vì lý do là cái sản phẩm này nó có một vết, gọi là một vết mà chúng em đã xử lý nhưng nó không được đẹp như mới, nên là chúng em sẽ đưa vào cái trạng thái là sẽ xả hàng. Các anh em nhìn đây, anh em có thể quan sát, nếu chấp nhận được cái lỗi này thì các anh em có được một cục loa siêu trầm cao cấp, mua với mức giá rất là rẻ. Em sẽ để cái giá công khai cuối video. Còn về tổng thể tất cả đấy, chúng em vẫn có một chính sách bảo hành chính hãng cho anh em. Ngoài bảo hành hình thức thân vỏ ra, còn tất cả đều sẽ bảo hành chính hãng cho anh em khi mua cái sản phẩm này. Đây là phiên bản Bass 30 bát mặt với công suất max được 700, công nghệ màng này, khung xương đúc này và lỗ thông hơi phía dưới. Mặt sau của nó đây, cơ cấu mạch được sử dụng công nghệ mạch class D, công suất max 700. Tất cả nhiều tính năng thông minh là PF này, đảo pha này, post server này, to nhỏ này, tín hiệu đầu vào này, dây nguồn dài 5m này, màu đen vân thông. Tất cả đều không có một vết, duy nhất chỉ có một vết này. Và cái việc mà nó xảy ra cái vết này thì em cũng chia sẻ luôn. Đây là một chiếc loa siêu trầm chúng em gửi đi cho các khách hàng ở trong Sài Gòn. Vì lý do vận chuyển nên là bị rịa một chút ở đây. Và chúng em đã đổi một chiếc mới cho bác ấy rồi và em thu hồi cái sản phẩm này về. Tất nhiên là chưa qua sử dụng đâu nha. Khi mà bác nhận hàng, bác bóc ra, bác nhìn thấy có bị vết sơn như thế này thì là bác có điện cho em và em đã thu hồi cái hàng này về và đổi cho bác cái mới. Và về thì anh em kỹ thuật cũng đã xử lý và đã gắn rồi, lấy keo gắn lại, phụ gia gắn lại đàng hoàng rất là đẹp rồi. Nó chỉ có cái là chúng ta nhìn vào thì nó sẽ không được xuất chúng, không được còn nguyên vẹn như đây. Đó. Chính vì lý do như vậy thì chúng em sẽ thanh lý cho anh em với mức giá. Các em có thể vào search trên kênh của Zika với cái phiên bản loa súp 560 Plus với cái giá bán là 7 triệu đồng. Và chúng em hiện nay đang bán rất là tốt cái mẫu này. Và ngày hôm nay thì em sẽ chấp nhận cắt lỗ để cho anh em với mua ngay, liên hệ ngay cho em nhé. Số lượng có hạn nên em sẽ ưu tiên bác nào liên hệ cho em và chốt đơn và đặt cọc là lấy luôn. Em đợi cái căng rồi, các em nhìn đây. Cam kết cho anh em, chưa qua sử dụng, bảo hành toàn bộ tất cả trừ hình thức, trừ thân vỏ. Bảo hành thân vỏ thì sẽ không bảo hành theo cái việc mà đổi, nhưng mà riêng về củ bát, mạch và tất cả mọi thứ nếu mà có lỗi sẽ là bảo hành của hãng. Đây, em đợi căng và em mình nhìn được gần như là không có để lộ ra những cái đường nét nó bị khô cảnh, chỉ hơi một chút gợn gợn thôi, gọi là như cái một cái vết chớt nhỏ thôi đấy. Ok, video ngắn xúc tích, đi vào thẳng vào vấn đề luôn. Xả hàng của anh em, gọi là chiên cắt lỗ, em sẽ để cho anh em với mức giá vận chuyển Hàn Quốc tặng kèm một sợi dây AV 3m để về kết nối với âm ly đây, tất cả những thiết bị sẵn có anh em. Liên hệ ngay cho em nhé để em chốt đơn cho anh em, ưu tiên cho anh em đặt cọc trước trong ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và chúc các em nhiều sức khỏe, thành công.